Trong kinh doanh, người ta thường nói là kinh doanh cũng phải có đạo đức. Và tập đoàn quốc tế Vision, các thủ lĩnh đã dạy cho các nhà phân phối rất nhiều, từ kỹ năng làm việc cho đến sự phát triển mạng lưới. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là mỗi người trước khi muốn thay đổi thế giới thì phải thay đổi từ chính mình, và phải tăng trưởng cá nhân. Cái điều đó là đương nhiên. Và tôi thấy là nếu như chúng ta chỉ bất cứ một công việc gì, chúng ta chỉ học cách làm mà chúng ta không học cái cách để thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức thì nó cũng sẽ rất là khó thành công. Và tôi nghĩ rằng là kinh doanh theo mạng đó là kinh doanh của các cái cuộc giao tiếp giữa con người với con người. Nếu như chúng ta không chân thành, chúng ta không lắng nghe, chúng ta không cảm nhận được khách hàng, cảm nhận được bè bạn, được đồng đội thì nó sẽ rất là khó để mà chúng ta phát triển, Và tôi thấy là đề tài này cũng rất là cấp thiết, rất cần thiết, ở mức cấp thiết đối với lại các nhà phân phối. Bởi vì họ có thể là những người thành công ở những cái ngành khác, nhưng chúng ta đều biết là hai đỉnh núi thì đỉnh cao của nghề nghiệp này không thể bay sang đỉnh cao của nghề nghiệp kia được. Vì thế cho nên là học hỏi, tăng trưởng cá nhân, đó là điều cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta thay đổi, chúng ta thành công trong Vision.